Xin chào anh em, hôm nay lòng chim Minh Ông Ích sẽ giới thiệu cho anh em 8 mẫu lòng chào màu chè than 64 nang, 68 nang, che già độ mung hoặc là che già độ xương VIP độc đẳng cấp nhất hiện nay tại lòng chim Minh Ông Ích. Đây, em xin đi vô chi tiết từng cây một nha mấy anh. Trên màn hình đây là 8 cây. Cây đầu tiên đây, rồng nhấn bi. Cây số 2 là bi vạn. Cây số 3 là cành mai bi. Và cây số 4 là cành mai trúc nha mấy anh. Trước tiên là 4 cây này trước nè. Rồi cây số 1. Đây là một cây rồng bi tan trơn nha mấy anh, rồng thủng luôn, che già rất là chất, bi nhấn thủ công rất là đẹp. Đây, quá đẹp. Đây là cây số 1 nha mấy anh, bi rồng. Cây số 1 này thì giá nó mềm nhất trong 8 cây á. Cây này nó chỉ có giá là 4 triệu, lòng không 4 triệu nha mấy anh, rất là đẹp. Rồi bây giờ em đi qua cây số 2. Cây số 2 là chạm bi vạn nha mấy anh, vạn bi á, cũng là che già, hàng cao cấp, làm nguội cực kỹ, tan vanh đồ bóng lượng rất là đẹp. Đây là cây số 2. Cây số 2 này lòng không cũng có giá 4 triệu như cây số 1 nha mấy anh, rất là đẹp, bi vạn. Đây là cây số 3. Cây số 3 là cành mai chạm tan luôn, nhấn bi rất là đẹp. Đây mấy anh vô kỹ coi cái cành mai, làm nguội rất là sắc nét, rất là kỹ, nước che rất là già, bi nhấn thủ công, cửa rất là đẹp. Đây cây số 3 này có giá là 4,3 triệu nha mấy anh, lòng không 4,3 triệu, cành mai bi. Cây số 4 cũng là cành mai luôn, nhưng mà cái này là cành mai trúc. Tất cả các cái vành thay vì bi thì cái này là trúc. Cây số 4 này có giá lòng không là 4 triệu nha mấy anh, rất đẹp. Đây là 4 cây 1, 2, 3, 4. 4 cây này đều là che già, quá đẹp. Bây giờ tới cây 5, 6, 7, 8 đi. 5, 6, 7, 8 là 4 cây thiệt là đẹp, thiệt là độc. Cây số 5. Cây số 5 là lòng chum, lòng trống á mấy anh. Trống bu, trống chụp, dành cho thi đấu nha mấy anh. Lòng này mà mang đi thi thì hết bài, quá đẹp, quá đẳng cấp. Đây là chạm trúc mặt hổ phù, độ xương, che già độ xương nha mấy anh. Đây, mấy anh có thể thấy độ xương các cái mặt hổ phù, 6 cái mặt quỷ, cửa sổ, bờ cầu cống. Chạm trúc độ xương, 3 cây cầu cũng độ xương luôn, rất là đẳng cấp. Che thì rất là già nha mấy anh. Mấy anh nhìn đi, rất là đẹp, quá đẹp. Đây là cây số 4 nha mấy anh, cây số 5 chứ lộn. Cây số 5 này thì có giá là lòng không là 4 triệu rưỡi nha mấy anh, lòng không 4 triệu rưỡi. Trong clip này em chỉ báo lòng không thôi, còn phụ kiện thì cộng thêm 300 đến 500 tùy mấy anh. Rồi, đây là cây số 6. Cây số 6 cũng là một cây cực kỳ đẳng cấp, che già, độ mung sừng, chạm vạn bi nha mấy anh. Ba cái chân này nè, mấy anh nhìn kỹ ra, em quay kỹ cho mấy anh coi, bằng mung sừng luôn, chạm bi nè, mấy anh nhìn ở trong rồi đấy, rất là đẹp. Tất cả các cái nẹp đây, cửa sổ, cửa chính đó, màu bí vàng bợ đây, tất cả đều bằng mung sừng, nhấn bi thủ công cực kỳ đẹp mắt nha mấy anh. Cây này là thật là cũng gọi là cũng khá là VIP và độc rồi. Cây này thì có giá lòng không là 5 triệu nha mấy anh, full phụ kiện thì cộng thêm tầm 500 ngàn, rất là đẹp, quá đẹp, quá đỉnh, quá độc. Rồi, đây cây số 7.
Cây số 7 cũng là bi vạn che già độ mút sừng, nhưng mà cây này nó độc hơn cái cây bình hồng này cây số 6 một chút xíu á. Đó là cái nước che nó già hơn, nó già chát. Thêm cái nữa là cái tan đây cẩn thẳng cái ba cái miếng mung vô ba cái mặt tan đây rất là độc, quá đỉnh, quá đẳng cấp. Đây là một cây lồng cực kỳ VIP rồi, quá đẳng cấp rồi, không còn từ nào để diễn tả nữa. Thôi em chỉ quay cho mấy anh coi thôi chứ em hết biết mô tả sao rồi. Rồi cầu thì ba cây cầu mai độ mung thân bi, còn hả cống thì cũng là bộ cống tàu đề can tích sơn thủy xanh, tai cống thì cũng là chạm bằng mung sừng luôn, quá độc, hết biết nói, hết biết nói. Cây này là cây số 7 nha mấy anh, 7 VIP nhất đây, cây số 7, 7 triệu luôn nha mấy anh. Rồi bây giờ tới cây cuối cùng, cây này thì cũng là chi già độ mung sừng nha mấy anh, chạm rồng, rồng này là rồng bay luôn, rồng này là nó bay luôn chứ không phải nó đứng nữa đâu. Này là chạm 4D chạm tay luôn nha mấy anh, cái này quay cho mấy anh coi cho vui nè. Đó, con rồng này là rồng chạm tay 4D, nó nổi ra luôn nè mấy anh, có thấy sừng xiết gì vân mây đuôi điếc rồi chứ, nó là nó lòi ra hết ở ngoài. Con rồng này nó muốn bay ra ngoài luôn rồi, rồng này rồng lộn. Đây, đây là cái phần cửa chạm tay cực kỳ đẳng cấp nha mấy anh, quá đẹp, quá đẹp mấy anh ơi. Đây bộ cửa chạm tay, không còn gì để nói. Bộ chân thì đây đó, mấy anh nhìn góc này nè, mấy anh thấy nó bay ra luôn, thấy không? Đó, tất cả các cái vành đây mấy anh nhìn nè, đó từng chi tiết một, đó là dây leo thủ công cẩn thẳng vô trong cái vành tre luôn nha mấy anh, cực khó, cực khó đó mấy anh. Đây là một cái gọi là độc nhất hiện nay rồi, cẩn thẳng dây leo bằng mung sừng vô cái vanh tre, quá độc. Bộ dao của nó đây, nhìn sơ thôi là cũng thấy độc rồi nha mấy anh. Cây này thì giá hết hồn, chạm tay cho nên giá nó cũng tay luôn. Cây này là full đồ nó tới 14 triệu nha mấy anh, 14 triệu, nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi, rồi đây, đây là 5678 đây. Còn đây là 1234. Đó, trên màn hình đây là 1234 5678, 8 cây lồng đẹp đẳng cấp 64-68 nang VIP nhất hiện nay bên lồng chim Minh Ốc Mít nha mấy anh. Anh nào quan tâm đến cây nào có thể truy cập vào website minhocmit.com hoặc là fanpage lồng chim Minh Ốc Mít, trong đó giá cái hình cụ thể hơn em sẽ để cho mấy anh coi. Clip này sẽ giới thiệu sơ sơ cho mấy anh coi 8 cây lồng chào màu than đẹp nhất hiện nay. Rồi, xin cảm ơn.